giờ tôi sẽ cho cô nhìn thấy thủ đoạn của tôi. Giang Thi Hồ, người muốn giết thì giết, đừng có hành hạ người ta. Thật là một người tình hiếm có. Tha là mình chịu hết, chứ không chịu để cho cổ thiệt thòi. Tiếc thay lại gặp con người lòng dạ sắc đá như ta. Nếu không hành hạ các ngươi cho hả dạ, ta làm sao vui lòng được. Thiết mang nữ, cô phải hiểu rằng cái miếng sắc đỏ ao này dù lên trên mình của hắn sẽ tiêu khét cả một miếng thịt. Dù hắn là một tên hảo hán cũng chịu đựng không nổi đâu. Mà dám hành hạ hắn, hắn thì không sợ trả đũa. Không chi cô cũng không có cơ hội để trả đũa. Nếu cô không muốn hắn bị thiêu bị đốt, chỉ cần cô hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì cứ nói. Khảo ra thì hắn bỏ ra giùm ta, ta sẽ không dùng đũa sắc này vào hắn. Ngươi tên là quá bản thiệu. Nếu ngươi dám chửi thêm một tiếng nữa, tôi sẽ càng đau đớn hơn. Muốn chết muốn giết cứ ra tay đi. Đừng có dùng cái thủ đoạn hèn hạ hành tội người ta. Làm như vậy có lòng gì? Tiếc mà nữ, bây giờ ta không muốn giết ngươi. Sao hả? Ngươi khảo tra cái tên phản bội này giùm ta, hay là cứ để cho hắn bị vừa bị đốt? Tiếc ma nữ, có lẽ ngươi vừa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh tỷ,
Thuật ngữ nói rằng cái đặt ngươi bạc béo, nhưng coi lại dùng roi đánh ngươi mình yêu. Hay lắm, hay lắm. Trang Thế Hùng, ngươi hãy giết tao liền bây giờ đi. Nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Yên tâm, cô không còn cơ hội nữa đâu. Để ngày mai tôi sẽ phái vô danh, ta sẽ đặt tay được các yêu gì ấm bú luôn. Đại Di Thơ, nếu chúng ta không nghĩ không lo cách gì để cứu giúp Bạch Đại Ca, tôi nghĩ không mấy chúng ta còn sống vào trong. Đánh họ một cách chúng nó đi. Nếu làm như vậy họ sẽ bị giết thôi. Nhưng mà Trang Thiên Hùng hết sức nham hiểm, nếu chúng ta không lập tức cứu người đi, hắn có thể giết tiêu của nương và anh Phi thật đó. Hắn dám, nếu hắn dám giết chết Bạch Đại Ca, tôi sẽ không đợi điều chung với hắn. Được rồi. Cầm luôn. Người ta ở đây lo công việc, chú làm nói gì đây? Dạ, nó quên liền. Sư đệ, khoan có đầy ảnh. Dạ. Anh ra muốn, bộ anh có cách gì để có thể cứu người ra phải không? Có thì có thiệt, nhưng mà nếu tôi nói ra, cái gì đừng có cười nha. Trời ơi, có cách thì nói lẹ đi, không có ai cười đâu. Rắn. Thank you.
đừng có ngu ngốc nữa.